Cô chào các em, hôm nay cô cùng các em học tiết 21, 22, bài 14, 21, thưởng thức mỹ thuật. Mỹ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 đến năm 1954 và một số tác giả tác phẩm tiêu biểu. Các bạn mở vở ra ghi bài. Phần 1. Thưởng thức mỹ thuật. Mỹ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 đến năm 1954. Các bạn ghi một lớn vài nét về bối cảnh xã hội. Sau đây chúng ta quan sát một số hình ảnh. Thời kỳ này là Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 3 tháng 2 năm 1930. Tiếp theo là Cách mạng tháng 8 năm 1945. Tiếp theo nữa là Quốc khánh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào mùng 2 tháng 9 năm 1945. Các em ghi phần đầu cho cô. Xã hội Việt Nam có nhiều chuyển biến, phân hóa sâu sắc. Các họa sĩ đã đi khắp các nẻo đường, chiến dịch với tư cách là những người chiến sĩ, nghệ sĩ, cách mạng. Chúng ta sang phần thứ hai. Hai lớn, một số hoạt động mỹ thuật. Trong phần này thì các bạn có thể chia ra làm 3 giai đoạn. Đó là từ cuối thế kỷ 19 đến năm 1930. Giai đoạn thứ hai từ năm 1930 đến năm 1945. Giai đoạn thứ ba từ năm 1945 đến năm 1954. Đây là hình ảnh kiến trúc Pháp ở Hà Nội và kiến trúc Trung Hoa ở Huế. Về mỹ thuật, về hội họa thì chúng ta thấy có tác phẩm đầu tiên là của chị cụ Lê Văn Miến với bức tranh Bình Văn với chất liệu sơn dầu của đầu tiên ở Việt Nam. Tác phẩm thứ hai là chân dung cụ Tú Mền. Với chính sách khai khóa thì Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương đã ra đời năm 1925. Người thành lập và cũng là hiệu trưởng đầu tiên của Trường Mỹ thuật Đông Dương là ông Victor Tario, là người Pháp. Và một số họa sĩ tiêu biểu. Chúng ta quan sát các dân dung họa sĩ tiêu biểu như là họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, họa sĩ Trần Văn Cẩn, họa sĩ Tô Ngọc Vân, họa sĩ Lê Văn Miến, họa sĩ Nguyễn Văn Chánh, họa sĩ Nguyễn Gia Trí và họa sĩ nữ đầu tiên là Lê Thị Lựu. A giai đoạn 1. Là từ cuối thế kỷ 19 đến năm 1930, hoàn tất hàng loạt các công trình kiến trúc, lăng tẩm. Về hội họa chưa có gì đáng kể như Bình Văn và chân dung cụ Tú Mền của Lê Văn Miến. Thành lập Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1925. Tiếp theo giai đoạn thứ hai thì có sự biến chuyển mới. Tranh chân dầu Thiếu nữ bên Hoa Huệ năm 1943. Các bạn đã được học thưởng thức mỹ thuật từ năm cấp 1. Hai thiếu nữ và em bé và bức tranh Em Thúy.
Giai đoạn thứ hai các em ghi cho cô. Năm 1930 đến năm 1945, hình thành phong cách nghệ thuật đa dạng với nhiều chất liệu khác nhau. Những tác giả, tác phẩm nổi tiếng như Thiếu nữ bên hoa huệ của Tô Ngọc Vân, Em Thúy của Trần Văn Cẩn. Tiếp theo giai đoạn thứ 3 từ năm 1945 đến năm 1954 thì có sự biến chuyển tương đối lớn về những cái tác phẩm về chiến tranh như là Du kích tập bắn, Tranh bột màu của Nguyễn Đỗ Cung. Bức tranh Nghỉ chân bên đồi. Bức tranh Một buổi họp. Bức tranh Chợ tầm vu, Tranh bột màu của Nguyễn Hiêm. Giai đoạn thứ 3 năm 1945 đến năm 1954, các em ghi bài. Ở phần này thì chúng ta ghi Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công đã mở ra một hướng mới cho mỹ thuật Việt Nam. Họ đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị như là tác phẩm Du kích tập bắn của Nguyễn Đỗ Cung, Bác Hồ với các cháu thiếu nhi của Diệp Minh Châu. Vừa rồi chúng ta học hết phần 1, thì bây giờ chúng ta dở sách giáo khoa trang 127 để học phần 2, một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu cho cô. Cô cùng các em sang phần 2. Bài 21, một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 đến năm 1954. Chúng ta vào phần 1 lớn, họa sĩ Nguyễn Phan Chánh. Đây là chân dung của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh. Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh sinh ngày 21 tháng 7 năm 1892, mất ngày 22 tháng 11 năm 1984, là sinh viên khóa 1 trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Nguyễn Phan Chánh nổi tiếng với các bức tranh lụa. Tác phẩm chính của ông như là Chơi ô ăn quan năm 1931, Rửa rau cầu ao năm 1931, Bữa cơm mùa thắng lợi năm 1960. Năm 1996, Nguyễn Phan Chánh được nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Sau đây là một số tác phẩm của ông. Như là tác phẩm Em cho chim ăn, tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh. Tranh Rửa rau cầu ao, tranh lụa. Lên đồng, tranh lụa. Người bán gạo cũng tranh lụa. Người hát xong tranh lụa. Bức tranh Chơi ô ăn quan là bức tranh nổi tiếng nhất của ông. Chúng ta sang họa sĩ thứ hai là họa sĩ Tô Ngọc Vân. Bức chân dung của họa sĩ Tô Ngọc Vân. Họa sĩ Tô Ngọc Vân sinh vào ngày 15 tháng 12 năm 1906 và ông mất năm 1954. Họa sĩ Tô Ngọc Vân tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1931, là hiệu trưởng trường Mỹ thuật kháng chiến chiến khu Việt Bắc. Trước năm 1945, Tô Ngọc Vân chuyên vẽ thiếu nữ thành thị Đài Cát. Và sau năm 1945, họa sĩ
Tô Ngọc Vân chuyên vẽ về cách mạng như bước chân, nghỉ chân lên đồi và rất nhiều ký họa về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tới năm 1996, Tô Ngọc Vân được nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Sau đây là một số tác phẩm của ông. Những tác phẩm trước năm 1945 như là bức tranh Thiếu nữ bên Hoa Huệ, Hai thiếu nữ và em bé, Bức thiếu nữ bên hoa sen, Buổi trưa, và tranh sau năm 1945 đó là bức tranh Nghỉ chân bên đồi. Chúng ta vừa học xong họa sĩ Tô Ngọc Vân, bây giờ chúng ta sang phần 3, họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung. Bức chân dung của họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung thì chúng ta thấy rằng Nguyễn Đỗ Cung sinh năm 1912, mất năm 1977 vào ngày 22 tháng 9. Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1934, tham gia đoàn quân Nam Tiến, là viện trưởng đầu tiên của Viện Nghiên cứu Mỹ thuật. Các tác phẩm nổi tiếng của ông như là Du kích tập bắn, Làm kíp lựu đạn, Khai hội. Năm 1996, Nguyễn Đỗ Cung được nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh văn học nghệ thuật. Và sau đây là một số tác phẩm tiêu biểu của ông. Bức du kích tập bắn được vẽ bằng bột màu. Công nhân cơ khí. Chúng ta vừa xem một số tác phẩm của Nguyễn Đỗ Cung, bây giờ chúng ta sang phần 4, nhà điêu khắc họa sĩ Diệp Minh Châu. Họa sĩ Diệp Minh Châu thì sinh ngày 10 tháng 2 năm 1919, mất năm 2002 vào ngày 12 tháng 7. Họa sĩ Diệp Minh Châu tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1945, là họa sĩ tiêu biểu cho thế hệ họa sĩ miền Nam. Các tác phẩm Bác Hồ với Thiếu Nhi Ba Miền, Nam Trung Bắc, Võ Thị Sáu, Hương Sen, năm 1996, Diệp Minh Châu được nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Sau đây là một số tác phẩm tiêu biểu của ông. Họa sĩ Diệp Minh Châu với tác phẩm Bác Hồ với Thiếu Nhi Ba Miền Bắc Trung Nam, được vẽ bằng máu. Tượng điêu khắc chân dung Bác Hồ và tượng Bác Hồ với Thiếu Nhi tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông là người làm điêu khắc về Bác Hồ xuất sắc. Sau đây chúng ta sẽ phân tích một số tác phẩm tiêu biểu của các họa sĩ vừa rồi. Bức tranh lụa chơi ân quan của họa sĩ Nguyễn Văn Chánh. Bức tranh thứ hai là tranh sơn mài Nghỉ chân bên đồi của Tô Ngọc Vân. Bức tranh thứ ba là tranh bột màu du kích tập bắn của Nguyễn Đỗ Cung. Bức tranh thứ tư là bức tranh lụa Bác Hồ với Thiếu Nhi Ba Miền Bắc Trung Nam của Diệp Minh Châu. Chúng ta đi vào phần 1 nhỏ, tác phẩm Trôi Ô Ân Quan. Các bạn quan sát lên bức tranh. Giới thiệu khái quát nội dung tác phẩm Trôi Ô Ân Quan. Thì bức tranh diễn tả bốn bạn gái trong trang phục truyền thống đang chăm chú chơi ô ân quan.
và các em sẽ nhận xét cho cô về màu sắc bố cục trong tác phẩm. Bức tranh này với cam màu chủ đạo là màu nâu hồng, bố cục chặt chẽ với độ đậm nhạt vừa phải, tạo được sự hấp dẫn, chuyển màu nhiều cung bậc. Chúng ta chuyển sang tác phẩm thứ hai là tác phẩm Nghỉ chân bên đồi. Nội dung bức tranh Nghỉ chân bên đồi thì rất đơn giản. Tranh diễn tả phút nghỉ ngơi trên đường chiến dịch bên sườn đồi vùng Trung Du miền núi phía Bắc. Tranh là minh chứng cho tình quân dân với ba nhân vật thành phần khác nhau nhưng miêu tả được không khí kháng chiến. Chúng ta nhận xét về màu sắc bố cục trong tác phẩm này. Với gam màu chủ đạo là màu xanh, vàng, nâu, bố cục tranh vẽ mang nhiều yếu tố trang trí, đơn giản về màu sắc và đường nét. Chúng ta chuyển sang tác phẩm tiếp theo là tác phẩm thứ 3, tác phẩm Du kích tập bắn. Chúng ta quan sát bức tranh. Chúng ta cũng tìm hiểu cho cô nội dung tác phẩm Du kích tập bắn. Thì nhìn vào bức tranh chúng ta sẽ nhận xét và nhìn thấy rõ được cái nội dung bức tranh. Là tranh ghi lại buổi tập bắn của tổ du kích dưới cái nắng chói chang của vùng cực Nam, Trung Bộ. Tranh đã lột tả được đủ không khí kháng chiến sôi sục của nhân dân giữa cái nắng chói chang, nhưng mà người dân vẫn tập rất là hăng say. Chúng ta nhận xét về màu sắc bố cục trong tác phẩm. Tác phẩm này thì màu sắc rất là hài hòa, trong sáng kết hợp với lối vẽ khúc chiết. Họa sĩ tạo ra được sắc thái chân thật trong tranh với tư thế người khác nhau. Vẫn là tập bắn nhưng mà chúng ta nhìn thấy các tư thế thay đổi làm cho bức tranh sôi động. Chúng ta vừa tìm hiểu xong tác phẩm Du kích tập bắn thì bây giờ chúng ta chuyển sang tác phẩm cuối cùng là tác phẩm Bác Hồ với thiếu nhi ba miền Bắc Trung Nam. Thì chúng ta nhìn vào bức tranh chúng ta có thể nói được nội dung rất là dễ dàng. Tranh diễn tả vẻ mặt đôn hậu của Bác. Tranh tượng trưng cho tình cảm yêu thương của thiếu nhi cả nước đối với Bác Hồ. Chúng ta quan sát và nhận xét về màu sắc bố cục trong tác phẩm này. Tác phẩm này thì được vẽ bằng máu. Tranh được vẽ bằng máu với họa sĩ ở độ đậm nhạt, nét vẽ chỉ có một màu. Bố cục tranh vẽ đơn giản về màu sắc và đường nét. Chúng ta vừa học xong bài học. Chúng ta tìm hiểu một số họa sĩ trong các tác phẩm. Thì về nhà các em sẽ học bài cho cô. Các tác phẩm gắn liền với họa sĩ nào? Về nhà các bạn
trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa, sưu tầm hình ảnh về bài học và chuẩn bị bài vẽ lọ hoa và quả. Cô chào các em. Chúc các em kỳ nghỉ tốt lành.